công ty CP Floral and Craft là một công ty cấp 102 của người Việt Nam với trên 15.000 square feet do người Việt Nam điều hành, chuyên cung cấp đầy đủ các loại hoa tươi, bình bông, vải vóc và các vật dụng trang trí về hoa cho tư gia, đám cưới, dạ tiệc, đám tang, lễ tiếp tân cho các hội đoàn. Trong dịp Tết cũng như các ngày lễ lớn, chúng tôi có rất nhiều loại hoa đẹp để quý vị chọn lựa như hoa mai, hoa cúc, hoa đào, hoa lan và hoa huệ. Để kỷ niệm một năm thành lập công ty vào ngày thứ ba, ngày 25 tháng Giêng, chúng tôi xin được mời quý vị khán giả đến chung vui với chúng tôi tại địa chỉ trên màn hình thời gian ngày, hoặc xin gọi đến điện thoại số 713-271-8998. Trong năm mới này, công ty CP Floral & Craft là công ty có 102 của người Việt Nam. Xin được chúc quý vị khán giả một năm mới tràn đầy sức khỏe, khang an và thịnh vượng.